những bí ẩn khảo cổ mà không ai giải thích được. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, con người đã lưu lại dấu vết của mình bằng rất nhiều những công trình kiến trúc hay tác phẩm nghệ thuật mang nhiều điều bí ẩn. Chúng kích thích tính tò mò của người hiện đại về việc tại sao những thứ kỳ lạ này lại tồn tại. Chúng đã được xây dựng như thế nào và ý nghĩa ẩn giấu bên trong nó là gì? Bimbathia và bóng đèn điện. Dường như người Ai Cập cổ đại đã được tiếp cận với kỹ thuật hiện đại từ cách đây hàng nghìn năm. Bức tường trong đền thờ Dendera Temple và Bimbathet bí ẩn là hai bằng chứng về điều này. Bimbathet có liên quan đến Bimbathia, được phát hiện ra tại một ngôi làng thuộc Iraq trong thời hiện đại. Bimbathet là những chiếc bình sành sứ bí ẩn rộng 155 và cao 140mm đã bị lãng quên cho đến khi nó được phát hiện trong bộ sưu tập tại bảo tàng vào năm 1938. Đáng ngạc nhiên hơn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra người cổ đại đã dùng nước chanh, nước nho và giấm làm chất điện giải để phát sinh dòng điện. Thí nghiệm cho thấy pin bát đẹp sản xuất dòng điện từ 3 đến 5V. Pin không nhiều nước hoa quả lắm, nhưng khi xem xét nó lại thấy nó cung cấp đủ điện cho đồ vật gì đó nho nhỏ cách đây hàng nghìn năm. Nhưng mọi giả thiết đều không được chấp nhận bởi không có sự lý giải hợp lý cho dây dẫn và nguồn. Bóng đèn điện. Trong đền thờ còn có bức tranh vẽ thiết bị giống như bóng đèn điện lớn. Sau khi nghiên cứu, họ cũng nhận thấy rằng bức tranh trên tường trong đền thờ Hathor ở Dendera đúng là bóng đèn điện. Họ tiếp tục nghiên cứu và so sánh với các loại bóng đèn khác nhau và đi đến kết luận rằng người Ai Cập cổ đại có thể đã thắp sáng bằng bóng đèn gọi là ống cong. Nguyên lý hoạt động như sau: đường điện đi vào cuối ống cực âm, tia sáng được tạo ra làm ống cong sáng lên. Trong hình vẽ tại đền thờ, tia electron được thể hiện bằng con rắn vương dài. Đuôi rắn là chỗ dây điện đi vào ống và đầu con rắn chạm vào điểm cuối phía đối diện. Trong nghệ thuật Ai Cập, con rắn là hình ảnh tượng trưng cho năng lượng thần thánh. Nhưng tất cả những kết luận đó vẫn đang ở dạng giả thiết. Chúng ta vẫn cần phải chờ thêm những bằng chứng thuyết phục hơn để có thể chứng minh được điều này. Lăng mộ vua Tần Thủy Hoàng và đội quân Đất Nung. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được đánh giá là một trong những khám phá khảo cổ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những bí ẩn của khu lăng mộ bị niêm phong và chôn vùi bên dưới lớp thảm thực vật và hàng nghìn năm. Năm 1974, một nhóm nông dân đào giếng ở huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây đào được một chứng minh làm từ đất nung có kích thước giống người thật. Đây là điểm khởi đầu cho việc phát hiện khu lăng mộ. Trong 40 năm qua, các nhà khoa học tìm thấy khoảng 2.000 chứng minh đất nung. Theo ước tính, có khoảng từ 6.000 đến 8.000 chiến binh với mỗi tượng mang những đặc điểm riêng từ quần áo, tóc tai và nét mặt. Đội quân Đất Nung thực chất chỉ là đỉnh của tảng băng chìm khi phần còn lại của lăng mộ không bị đào lên. Nếu muốn khai quật phần còn lại, các nhà nghiên cứu phải vượt qua những cái bẫy, thông tin mà Tư Mã Thiên từng đề cập đến. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về khả năng hoạt động của chúng sau hơn 2.000 năm, sự hiện diện của thiên ngân cũng là yếu tố nguy hiểm đối với bất kỳ ai dám bước vào lăng mộ mà không có biện pháp bảo vệ thích hợp. Công nghệ hiện nay chưa thể xử lý toàn bộ khu tổ hợp lăng mộ dưới lòng đất cũng như bảo quản hiện vật đã được khai quật. Vòng tròn sa thạch Stonehenge. Stonehenge là một công trình sa thạch trên vùng đồng bằng Salisbury, miền nam nước Anh. Nó được tạo ra bởi 30 cột đá cao trên 3 mét và nặng 26 tấn, được gắn với nhau thành một vòng tròn với 30 thanh nằm ngang, mỗi thanh nặng 6 tấn, được đặt bên trên các khối đá, tạo thành một hình tròn khép kín. Một vòng tròn bên trong được tạo thành từ những khối đá tương tự, cũng được xây dựng theo kiểu cột dựng đứng và các thanh nằm ngang. Từ khoảng cách vài trăm mét đến Stonehenge, người ta nhận thấy có những hình thù đặc biệt trông như in hằn trên cánh đồng. Khi lại gần thì thấy hình trên cỏ được tạo ra với độ chính xác lý tưởng. Các hình vẽ trong vùng Stonehenge thuộc loại đặc biệt. Đất ở đây không hề bị động tới, nhưng cấu trúc của cọng cỏ bên trong các vòng đã thay đổi. Như thể cỏ tự nằm theo một trật tự cần thiết. Những hình vẽ xuất hiện ở khu vực này đã làm cho các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới phải rối trí. Ý nghĩa nào ẩn chứa trong các hình vẽ đó? Ai đã để lại cho chúng ta? Để làm gì? Và tại sao các hình vẽ lại xuất hiện ở đúng rần Stonehenge? Cho đến nay vẫn chưa có ai giải đáp được. Biểu tượng ngựa trắng Uffington. Biểu tượng ngựa trắng Uffington có chiều dài 114m, nằm trên một ngọn đồi gần một ngôi làng nhỏ ở Upperside, nước Anh. Nó được tạo ra bằng cách đào những rãnh sâu và lắp đầy bằng đá phấn vụn. Hình ảnh này trông giống như các hình vẽ trên đồng tiền cổ thời kỳ đồ đồng. Gần đó là các gò chung cất thời kỳ đồ đá mới. Chúng được tái sử dụng cho đến thời kỳ sắc xong, khiến một số người cho rằng hình ảnh con ngựa trắng không lâu đời như suy nghĩ trước đây.
Nhưng cho đến nay, nguồn gốc thực sự của biểu tượng ngựa trắng Upington vẫn là một bí ẩn đang chờ các nhà khoa học khám phá.